Xin chào các bạn. Thì kể từ ngày mình làm kênh YouTube đến giờ á, mình cũng đã sản xuất được trên 200 video rồi. Thì mình chưa có bao giờ đụng chạm gì đến ai trong các video cả. Đó, mình muốn mọi chuyện nó vui vẻ, suôn sẻ, nhẹ nhàng, dĩ hòa vi quý. Mình quay cái gì thì cũng muốn cái đối tượng mình quay sẽ phát triển thành công. Đó là niềm vui của mình. Thì video hôm nay có thể là video đụng chạm đầu tiên của mình. Mình muốn nói ra video này để gửi lên các bạn một lời cảnh báo, để các bạn cẩn thận. Vụ việc thì mới xảy ra từ hôm qua, đó là cái hình thức lừa đảo trên mạng đó các bạn. Vụ việc này nó không có mới, gian nhãn trên hội rồi các bạn sẽ thấy cảnh báo hoài à. Thì mình cái đó thì chuyện của các bạn kia mình chưa có đụng tới, mình chưa quan tâm. Thì hôm qua đây thì mình đã đích thân dính líu vụ này nên mình kể cho bạn nghe để các bạn cẩn thận. Thì câu chuyện đó là có một bạn nhỏ học lớp 6, 12 tuổi ở Bình Phước, mà cũng mê yến phụng quá các bạn, mê chim quá, mới để dành được 200 ngàn. 200 ngàn thì có 150 ngàn là tiền cạc điện thoại đó, 50 ngàn là tiền mặt. Mới năn nỉ mình: anh ơi, anh bán cho em một cặp yến phụng 200 ngàn đi, em mê quá, bây giờ em để dành được nhiêu tiền rồi. Thì mình mới trả lời bạn đó là chim của anh như là quá trình sinh sản nó bị trục chặt hoài à, anh nuôi không có đẻ được nhiều nên anh còn mới mua thêm về để cho nó gây dựng bầy đàn nên chưa bán được. Anh sẽ giới thiệu cho em một số cái kênh yến phụng mà mấy chỗ bán mình quen đó các bạn, như bạn Nguyên Sách hay là bạn Chụp, bạn Lợi Chương rồi đó. Gửi cho các bạn một số cái Facebook vậy đó, bạn liên hệ bạn mua đi. Của anh đây thì chưa bán được, thì bạn ấy mới liên hệ mấy bạn kia mà chưa có hàng. Rồi bạn ấy nôn nóng quá mới lên hội. Người này chỉ qua người kia chỉ lại mới lên hội. Lên hội thì sao bạn thấy được cái nick đó đang bán yến phụng 200 ngàn một cặp các bạn. Thì mừng quá, còn nhỏ mừng gỡ quá mới liên hệ được cái bạn đó đặng mua. Thì liên hệ xong rồi gửi cạc rồi xong, cái bạn ấy mới nhắn tin cho mình nói: anh ơi, em mua được chim rồi, mừng quá, mà sao em gửi cạc xong rồi bên kia im ghe không trả lời em nữa. Nói: trời trời, không lẽ em bị gạt sao? Đó, rồi mình mới kêu gửi cái nick đồ, gửi mấy cái tin nhắn này qua mình coi thử. Bạn ấy mới gửi cho mình một cái nick như vậy, đặng mình lên Facebook mình kiểm tra lại. Thì tên, tuổi, địa chỉ, rồi chức vụ, công việc, rồi hình ảnh đồ có sẵn hết trơn. Thì có thể đây là tên giả, hình giả nha các bạn. Thì mình cũng gửi lên như vậy để cho các bạn để ý, đề phòng thôi. Còn nếu mà đụng chạm tới tên giả, hình giả hay hình này của ai á, thì mình xin lỗi bạn đó, tại vì đây là hình của bạn có thể đã bị mạo nhận. Tiến sĩ ngành quản trị luôn bạn, làm việc tại khoa quản trị văn phòng Đại học Nội vụ Hà Nội luôn, sống tại Tây Hồ Hà Nội. Các bạn nghe mấy cái dòng giới thiệu các bạn mê luôn không? Mà thì bạn nhỏ đã mua của bạn này rồi chuyển 150 tiền cạc qua, thì hai bên giao dịch qua tin nhắn xong, cái nào cạc xong bạn kia mất tiền. Chặn Facebook bạn nhỏ này luôn. Bạn nhỏ nói: trời anh ơi, chắc em bị lừa, giờ em muốn khóc quá. Mình thấy tội nghiệp gì đó, mình mới tìm hiểu, mình dò anh đây rồi mình kết bạn với cái bạn lừa đảo rồi nè. Nói thẳng là lừa đảo luôn, mà không phải tên này đâu, tên này là chắc chắn là tên giả, hình giả rồi. Mình mới hỏi bạn ơi, mình muốn yến phụng vậy đó, bạn có bán không? Bạn ấy mới nói vậy, gửi hình qua cho mình coi. Rồi mình mới nói: thôi bạn ơi, mình cũng nói thiệt, bạn này, tin nhắn mình còn gửi, đang đọc toàn văn cho bạn nghe. Bạn ơi, bạn có thể trả lại 150k cho bạn nhỏ ấy không? Bạn ấy mới có lớp 6 à, nhịn ăn để mua chim gì đam mê á, tội nghiệp bạn ấy. Rồi xong cái bạn ấy mới trả lời: gì, sao bắt xàm cái gì, bắt cào lao gì, tôi có biết gì đâu, bắt nói như vậy. Mình nói: ủa kỳ gì, sao bạn nhỏ nói gửi cho bạn gì vậy đó. Rồi chụp cái tin nhắn gửi qua, cái bạn ấy nói: tại vì có thể là tôi làm ăn nên làm ra nên người ta ăn cắp nít tôi, người ta giả dạng bắt tào lao gì chửi mình hơi một ha. Cái hồi mình nói không có, nếu mà thật sự cái đích của bạn bị ăn cắp như vậy á, thì bạn hãy điều tra và can thiệp để người ta lấy danh dự của bạn, hình ảnh của bạn, người ta đi lừa đảo vậy bạn mang tiếng. Bạn cẩn thận gì đó. Cái bạn ấy trả lời là: kệ nó đi, thì kệ nó đi, nó ăn cắp của tôi thì kệ nó đi, không liên quan gì hết trơn á. Rồi được chưa? Và bạn thích chơi không? Là tức là muốn gây gỗ chơi nhau đó. Bạn thích chơi không? Bạn ấy muốn gây sự rồi. Thì mình mới nói: thôi, mình chuyện này không phải liên quan tới mình, mình sẽ không nói nữa. Mình chỉ gửi cho bạn một lời cảnh báo là ví dụ có đứt của bạn bị ăn cắp thì bạn hãy can thiệp để bắt uy tín bạn,
cái bạn ấy mới sau suy nghĩ lại những cái bạn nói ừ thôi vậy cảm ơn, thì sau là cảm ơn đó bạn ấy chặn luôn Facebook của mình đó. Mình không muốn ra mặt đâu các bạn, thực sự đụng chạm gì rồi bích lòng rồi cãi cọ nhau phiền lắm đó. Thì chặn luôn Facebook của mình rồi hăm dọa gì kia rồi thì mình thôi không nói nữa. Thì mình lên đây để gửi lời cảnh báo cho các bạn cẩn thận, thì nhan nhản đâu đó sẽ có những cái nick lừa đảo. Các bạn hãy trước khi mua bán giao dịch các bạn hãy nhìn cho kỹ, coi cái thông tin cái bài cái trang Facebook đó, bài đăng có dài không, thì bạn lên kiểm tra cái Facebook của bạn này đăng có 3 bài giới thiệu 3 cái dòng miếng phụng thôi, cách nhau có tuần lễ, có 3 bài đăng à. Các bạn coi cái trang Facebook nào mà đăng ngắn ngắn 1-2 bài đó là cẩn thận lừa đảo không đó. Ví dụ một cái Facebook mà người ta đã nuôi nhiều năm rồi, năm này qua năm kia rồi, ai đâu hơi sức lừa đảo bạn có 150.000 như bạn nhỏ đó rồi bỏ luôn cái Facebook phải không? Nên các bạn cẩn thận quan sát cho kỹ. Rồi một số bạn cao thủ chuyên nghiệp á, thì hướng dẫn mình phải lên hội trách uy tín. Còn không lẽ giờ em mua có 150.000 em lên hội hỏi các bạn trên hội cái bạn này có uy tín không để em mua cặp yến phụng 150.000 cũng khó cho cái mình mua phải không? Cũng không dám. Nên mua hàng trên mạng rất là rủi ro. Các bạn hãy tìm những cái bạn nào mà cái bạn nào mà buôn bán đàng hoàng á, có uy tín trên hội trên mạng rồi đó, chứ nhàn nhãn là thấy lừa đảo suốt đó. Cụ thể như cái bạn Thiện ở Sài Gòn đó, bạn ấy nhắc hoài luôn, vài bữa bạn lên hội bạn nhắc hoài xe trang này tên này họ này lừa đảo nghe, các bạn cẩn thận đừng mua. Rồi cái chị có một chị ở Cần Thơ gì đó, chị nuôi vẹt lớn, vẹt Macao, vẹt Úc rồi đó. Cái hình của chị là mấy con vẹt nó bị cái bạn cái trang giờ giả mạo á, nó hay lấy nguyên hình ảnh nó về đây nó đăng lên nó bán nó lừa cho một vố nữa. Nên các bạn nên cẩn thận đó, giữa người mua người bán trên mạng nó khó vậy đó. Ví dụ mình muốn mua con chim bạn nó bán, bây giờ mình không chuyển tiền thì bạn nó đâu dám gửi chim, đúng không? Gửi chim vô đây cũng mình ôm mình trốn luôn rồi sao đó. Còn mình chuyển tiền ra đó thì chưa chắc rằng nó gửi chim cho mình. Nó có một cái khoảng cách như vậy đó, một cái điều đắn đo như đó đó. Đó, cái cầu nói như đó là cái sự uy tín thôi. Còn mình là người bán mình cũng sợ người mua đó, mình gạt bị gạt bởi gì và anh nên gửi chim cho em đi, ra tới đây em trả tiền cho anh liền rồi kia đó. Cái vụ mình hoài à, mình thì đâu có bán lần nào đâu, mình bị dụ đâu, mình nói anh không có bán đâu mà. Thì ai cũng sợ, đề phòng qua đề phòng lại. Nên cái không gian mạng nó phức tạp ha, các bạn sau này cẩn thận. Còn một trường hợp này nó hơi cao siêu một chút thì mình có nghe kể lại thôi. Bữa nay tôi mua chim của bạn, bạn ấy gửi chim cho mình, gửi tới nhà luôn, không lấy tiền, gửi tới nhà coi chim mới trả tiền, uy tín lắm, sẵn sàng không sợ mình luôn, gửi thả vô. Cái một thời gian sau mình muốn mua chim nữa, cái bạn ấy kêu bữa nay thay đổi chút, bạn gửi tiền ra đi tôi chuyển chim cho bạn. Lần này thì cái bạn vừa gửi tiền ra số lượng lớn tiền rồi là bạn ấy ẩm mất tiền, tức là thả con tép để bắt con tôm sau này. Cái này thì mọi một người chúng ta phải đề phòng và tạo cho mình một cái sự cẩn trọng, chứ giờ cảnh báo bao nhiêu cũng không có hết nổi cái thủ đoạn lừa đảo trên cái xã hội này đâu các bạn. Giờ tội nghiệp bạn nhỏ lắm, mời mình kiếm chim đây, mình kiếm xe gửi ra tặng bạn ấy vài con để bạn ấy nuôi. Giờ bạn ấy đi học rồi, giờ phải tặng luôn á, mà địa khoảng cách địa lý ở đây ra đó xa lắm, đường nhỏ đường làng nữa nên không biết sao gửi nữa, để tìm mọi cách mình gửi cho bạn ấy vài con. Thôi giờ thôi, bye bye các bạn, chúc các bạn an toàn trên không gian mạng nha.